Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được tiếp tục gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Phía trước màn hình của chúng ta là ga quốc nội. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ 4 tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines vận chuyển trái phép hơn 11,48 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang làm việc lấy lời khai của 4 tiếp viên này, đồng thời tập trung tất cả những dữ kiện có liên quan đến những đồng nghiệp cùng làm chung với 4 tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines. Kính thưa quý vị, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của 4 nữ tiếp viên và hiện tại thì chưa thấy có phát hiện thêm điều gì bất thường, chẳng hạn như cũng chưa thấy phát hiện thêm một lượng ma túy nào khác ở tại nhà của 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines. Hiện tại thì các nữ tiếp viên này chưa bị khởi tố và công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cũng như là làm rõ những động cơ, những yếu tố nào tác động đến 4 nữ tiếp viên trẻ đẹp của Vietnam Airlines mà đã dẫn đến tình huống sắp tay hành lý bên trong có chứa chất ma túy từ Pháp về Việt Nam trên chuyến bay VN10 vào ngày 16 tháng 3 năm 2023. Như chúng ta cũng biết thì chuyến bay đó có 4 tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines có tuổi đời cũng như là tuổi nghề còn rất trẻ, mà bên trong hành lý của những tiếp viên này phát hiện thêm có rất nhiều tiếp kem đánh răng có chứa chất kích thích, đặc biệt là chất ma túy và thuốc lắc, cô chú anh chị và các bạn. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, một tổ công tác được thành lập sau vụ hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện gần 11,5 kg ma túy và thuốc lắc trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines xách về từ Pháp trong ngày 16 tháng 3 năm 2023. Thì hiện nay đã thành lập một tổ chuyên về kiểm tra cũng như là phòng chống nhập hàng buôn lậu ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Như vậy thì đối với tổ công tác này sẽ được yêu cầu thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tấn báo chí, thực hiện tốt công tác thông tin cũng như là tuyên truyền về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Kính thưa quý vị, trong tổ thành lập này có 8 thành viên thuộc tổ công tác. Tổ trưởng là ông Lê Thanh Hải, Ủy viên kiêm Chánh Văn phòng, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các thành viên thuộc Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường Tổng cục Quản lý thị trường. Ông Đặng Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia được cử làm phó tổ trưởng. Như vậy, qua vụ việc của 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines xách ma túy trái phép từ Pháp về Việt Nam, ngay sau đó thì đã lập tức thành lập một tổ chuyên phòng chống buôn lậu hàng hóa qua cảng hàng không. Như vậy hiện nay với việc nhập cảnh cũng như là việc mà chúng ta mang những hành lý có hàng hóa chất cấm theo luật quy định thì chúng ta hết sức cảnh giác. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, trong vụ án 4 tiếp viên xách tay hơn 11 kg ma túy của hãng hàng không Vietnam Airlines, theo nhiều luật sư đã phân tích những lời khai ban đầu cho thấy có rất nhiều điều bất hợp lý. Những điểm bất hợp lý liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân, Nguyễn Thanh Thủy và Võ Tú Quỳnh trong vụ xách tay hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam trên chuyến bay VN10 thì có rất nhiều đoàn luật sư ở tại Hà Nội, luật sư ở tỉnh Bình Dương
và nhiều đoàn luật sư ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có những nhận định chung và thông tin trên các tờ báo một cách rất là khách quan. Đối với những tiếp viên hàng không khai nhận hành lý nhận hàng hóa từ một người mà không rõ danh tính nhờ xách tay một số hàng hóa về Việt Nam là những hộp kem đánh răng. Như vậy, các tiếp viên hàng không đã kiểm tra và cho rằng đó là kem đánh răng nên đồng ý nhận mang về Việt Nam. Số tiền thuê nhận được cho là 4 người là 10 triệu đồng. Kính thưa quý vị, theo số liệu từ cơ quan chức năng thì trong vali của Thủy và Quỳnh đều có 31 hộp kem đánh răng có thuốc lắc, tổng trọng lượng là 2,18 kg, 12 hộp chứa ketamin còn gọi là hàng khay, nặng khoảng 1 kg của chú anh chị và các bạn. Còn đối với hành lý của Ngân có 780 g thuốc lắc, hành lý của Vân có hơn 2 kg thuốc lắc và 2 kg ketamin và cocaine. Thực sự đã khảo sát trên thị trường, giá của các loại kem đánh răng này ở Việt Nam đang bán sấp xỉ khoảng 100.000 đồng trên một tuýp. Hơn nữa, luật sư cũng cho rằng bản thân các tiếp viên hàng không là một trong những người đã được hãng đào tạo nhắc nhở về việc không được phép mang hàng sách tay từ nước ngoài về Việt Nam nhằm tránh bị các đối tượng tội phạm lợi dụng, nhất là các tội phạm xuyên quốc gia. Kính thưa quý vị, như vậy trong vụ việc này, có cả tiếp viên trưởng là một trong những người có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản nhất, tham gia nhiều chuyến bay quốc tế nên rất khó bắt lỗi này. Và hiện nay thì vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra đến những người bạn cùng đồng nghiệp với 4 tiếp viên hãng hàng không này, để từ đó đưa ra những nhận định chung, những bằng chứng, cũng như là tìm ra hung thủ thật sự của vụ án này là ai, tìm ra người chủ mưu của vụ án này là ai, tiếp viên trưởng hàng không hay là một nhân vật thứ năm hay là một chủ mưu nào khác. Và những tiếp viên còn lại kia thì họ sẽ chịu những trách nhiệm hình sự nào. Và trong trường hợp nếu như cơ quan chức năng, cơ quan điều tra chứng minh được hành vi vận chuyển số lượng kem đánh răng nêu trên là chất ma túy chính thống và cái số lượng cũng như là cái độ của những viên ma túy này như thế nào, các tiếp viên thực hiện hành vi cố ý, kể cả những người liên quan không nhận hành vi của mình, họ sẽ vẫn bị xem xét xử lý hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo điều 250 của Bộ luật hình sự quý vị. Và tất nhiên theo luật này quy định khung hình phạt cao nhất là từ 20 năm tù hoặc tử hình luôn. Trong khi đó thì một số luật sư ở tại Việt Nam rất nổi tiếng cũng cho rằng, cũng phân tích rằng theo vụ việc này thì cơ quan điều tra sẽ xem xét các dấu vết hành vi của 4 tiếp viên và các cá nhân liên quan, thu thập tài liệu chứng cứ để xác minh các tình tiết, làm rõ vụ án này. Điều quan trọng là xác minh được người gửi ở tại sân bay của Pháp, quy trình gửi, giao dịch cũng như là người nhận hàng tại Việt Nam nếu như lô hàng này trót lọt. Và mấu chốt của vấn đề trong vụ án này đó là tìm ra người chủ mưu của vụ án này đó là ai. Như vậy có thể thấy rằng nếu các tiếp viên cho rằng mình không thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thì họ phải khai nhận và họ phải làm rõ chứng minh những cái thông tin liên quan đến quá trình liên hệ để nhận hàng hóa và vận chuyển số hàng hóa đó. Chẳng hạn như người gửi hàng ở bên Pháp là ai, ai đã liên hệ với những tiếp viên này để gửi hàng, và thời điểm liên hệ, thời điểm gửi hàng. Tất cả những cơ sở đó để các tiếp viên có thể hoàn toàn tin tưởng đó là hàng hóa không bị cấm, có thể mang vào Việt Nam khi nhập cảnh tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Kính thưa quý vị, nếu như quá trình xác minh và điều tra của cơ quan chức năng ở tại Việt Nam xác minh, cơ quan điều tra thấy rằng các tình tiết này là có căn cứ và xác định được có tội phạm chuyên nghiệp lợi dụng các tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines hay không để gửi hàng hay không, từ đó có thể sẽ không bị truy tố hoặc có thể xem xét trách nhiệm ở một mức độ nhẹ hơn, là không phải chung thân, không phải tù 20 năm hoặc là hình thức nặng nhất đó là tử hình.
Như vậy thì như chúng ta cũng biết, ngày hôm qua cơ quan điều tra công an cũng đã khám xét nơi ở của những tiếp viên này. Thật sự mà nói thì cơ quan điều tra cũng đã khám xét nơi ở của 4 nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines, đó là Thu Ngân, Phương Vân, Thanh Thủy và Tú Quỳnh. Ở đây thì 4 nữ tiếp viên có liên quan trong vụ xách tay 11 kg ma túy thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam. Ở tại nơi ở của 4 tiếp viên này thì hoàn toàn không phát hiện thêm một thứ gì. Ngoài ra thì cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra nội dung tin nhắn của những tiếp viên này, là chỉ thỏa thuận trả cái phí mang hàng từ Pháp về Việt Nam là 10 triệu đồng mà thôi, chứ chưa có một cái thông tin nào khác ngoài những vấn đề trên. Cùng với những lời khai của các tiếp viên thì nhóm có liên hệ với các đầu mối ở Pháp và Việt Nam để giao nhận hàng xách tay với số tiền công là 10 triệu đồng. Như vậy thì cơ quan chức năng cũng đang cố gắng để mà cung cấp nhiều cái dữ liệu của tất cả những tiếp viên này, cũng như là những đồng nghiệp của những tiếp viên này. Sau đó cơ quan chức năng sẽ tiếp tục triệu tập một số người tại Việt Nam có những cái vai trò như là môi giới để đưa số hàng từ Pháp về Việt Nam, đặc biệt là về Tân Sơn Nhất, của chú anh chị và các bạn. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, như vậy tổ công tác vừa thành lập liên ngành sẽ có nhiệm vụ điều phối các đơn vị lực lượng xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Và đặc biệt khi phát hiện các sự việc như vận chuyển chất ma túy cấm từ nước ngoài về Việt Nam thì là một trong những dấu hiệu của phạm tội nghiêm trọng dẫn đến những hậu quả khó lường. Chính vì vậy, tổ công tác sẽ thực hiện các nhiệm vụ giải quyết cũng như là kiên quyết để bắt những đối tượng cá nhân tập thể có hành vi vi phạm, có hành vi bao che, cũng như là có hành vi thực hiện các kế hoạch để mang hàng cấm về Việt Nam. Và như vậy, với những tình tiết còn diễn biến sau khi những dữ liệu điều tra của cơ quan chức năng về 4 nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật ở những cái video tiếp theo. Một lần nữa, Tường Vũ Channel xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Có người đó không? Người ta đang có.